đây, ở trận đấu gặp Rennes Mason Mount, Rashford ngay từ đầu trong vai trò tiền vệ lệch trái và nhanh chóng tạo nên tác động lớn vào lối chơi chung. Anh đã thực hiện một đường kiến tạo cực kỳ đẳng cấp từ phần sân nhà để Hudson Odoi băng xuống dứt điểm mở tỷ số cho Chelsea ở phút 22. Chứng kiến đường chọc khe bóng vừa rồi, Cesc Fabregas phải dùng những từ mỹ miều để ca ngợi hậu bối. Trên mạng xã hội, cô sao đang chơi cho Monaco viết: "Thật là vi diệu, Mason Mount à." Còn mọi người đừng quên subscribe channel thứ hai của chúng mình được đính kèm dưới phần mô tả để luôn ủng hộ channel của chúng mình nha. Đăng ký hội viên Mr. Zero để nhận ngay các ưu đãi cực cool, livestream với MC xinh đẹp, mini game tặng áo đấu và còn nhiều ưu đãi hấp dẫn khác. Đăng ký ngay nhận quà liền tay. Một bàn thắng đẹp luôn là điều mà khán giả mỗi khi theo dõi một trận đấu mong chờ nhất. Tuy nhiên đôi khi còn có một thứ khiến cổ động viên hào hứng và trầm trồ trong sự phấn khích hơn cả những bàn thắng. Đó là các đường kiến tạo có độ ảo diệu, phải nói là chỉ có trong các tựa game của các siêu sao sân cỏ dành cho đồng đội. Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng xem lại những cú phất bóng cực kỳ thông minh và ngoạn mục đó, để lại một lần nữa được sống trong cảm giác không thể tin nổi nhé. Đã nhắc đến chủ đề kiến tạo thì chúng ta không thể không nhắc đến ngay đến cái tên Kevin De Bruyne, ông hoàng truyền bóng của thế giới bóng đá lúc này. Dù trong bất kỳ màu áo nào, từ đội tuyển quốc gia Bỉ cho đến câu lạc bộ chủ quản Man City, cầu thủ có gương mặt khá giống thánh nhỏ một thời đều có cho mình những đường phất bóng đẹp mắt để vừa tạo một đường cong xuất sắc đến mê ly lòng người, đồng thời đặt đồng đội vào những tình huống vô cùng thuận lợi để có một pha uy hiếp khung thành đối phương nguy hiểm. Mason Mount ngày càng chứng minh được rằng anh chính là truyền nhân xứng đáng nhất của chính người thầy Frank Lampard trong vai trò của một ông chủ tuyến giữa tại Chelsea. Trong một tình huống có bóng bên phần sân nhà, chỉ cần một đường phát bóng chính xác từ đôi chân của tuyển thủ người Anh mà Chelsea đã có ngay một pha đổi trạng thái từ phòng ngự sang tấn công sắc lẹm và nhanh chóng. Để rồi Odoi đã có một pha dứt điểm cuối cùng chính xác mang đến niềm vui cho các cổ động viên của The Blues. Thành công vang dội của Tottenham tại mùa giải năm nay tính đến thời điểm hiện tại đã có công rất lớn của thuyền trưởng Mourinho, khi ông thầy người Bồ Đào Nha đã tạo ra một công thức chiến thắng mà khiến bao hàng thủ đối phương phải tan nát. Đó chính là định luật Ken kiến tạo xong dứt điểm. Minh chứng rõ nhất cho sự ăn ý đến từng đường bóng của cặp đôi này chính là cú chuyền bóng mà không cần nhìn này của Harry Kane. Bóng đi đúng với đà tăng tốc của Son Heung-min, và với phong độ chói sáng của mình, tuyển thủ người Hàn Quốc không thể không điền tên mình lên bảng tỷ số khi đã có cú sút chéo góc đầy quyết đoán. Pha bóng này có lẽ sẽ giúp cho những ai còn thắc mắc tại sao tân binh Hakim Ziyech của Chelsea lại được các cổ động viên gọi với cái tên mỹ miều là thầy phù thủy. Với chỉ một đường phất bóng, nhưng tiền vệ người Maroc đã xé toang hàng phòng ngự của đối thủ.
Chỉ tiếc là Timo Werner trong cú lốp bóng của mình lại không thể chiến thắng sự xuất sắc của thủ môn đội bạn, khiến cho CS cũng mất đi một đường kiến tạo đẹp mắt. I never pray to God anymore. I'd rather no one hurt me. Redemption, I have waited for you to come. Nếu để liệt kê ra những cái tên đang khiến cho các ông lớn trên thế giới thèm khát, chắc chắn không thể bỏ qua Jack Grealish, tiền vệ những tưởng đã khoác áo MU mùa hè vừa qua, đang là một trong những món hàng hot nhất quả đất. Pha đi bóng vừa khiến Hector Bellerin bên phía Arsenal bị đẩy văng xa cả cây số, cùng với đường kiến tạo sắc lẹm sau đó Watkins lập công, chính là một combo khẳng định giá trị của tuyển thủ người Anh trên thị trường chuyển nhượng. Nếu nói về những chuyên gia làm bóng đỉnh cao trên thế giới, làm sao ta có thể bỏ qua một trong những tiền vệ ổn định bậc nhất của làng túc cầu, Toni Kroos? Không bao giờ cần quá phô trương, nhưng nói về sự hiệu quả và độ ổn định thì tiền vệ người Đức luôn luôn thuộc top đầu của danh sách. Chỉ cần một cú phất bóng từ giữa sân là Kroos đã đặt hàng thủ của Villarreal vào trạng thái báo động đỏ nguy hiểm. Có thể nói, chiêu khích tướng để học trò tự nỗ lực và tiến bộ luôn là một tuyệt chiêu hiệu quả của Jose Mourinho sau những màn trình diễn cực kỳ tệ hại. Trong thời gian đầu khi huấn luyện viên người Bồ Đào Nha nắm quyền, Tanguy Ndombele đã thực sự lột xác để trở thành một trong những ngôi sao không thể thiếu trong thành công của gà trống ở mùa giải năm nay, từ chỗ phải mài đũng quần trên băng ghế dự bị và bị xem là một quả bom xịt tại Tottenham. Giờ đây tiền vệ người Pháp đã chiếm trọn suất đá chính và có cho riêng mình những pha xử lý tinh tế và mẫu mực như tình huống vẫy bóng kiến tạo đẹp mắt này dành cho Son Heung-min. João Félix đang ngày càng chứng tỏ vì sao anh lại được chuyển đến Atletico Madrid với cái giá 120 triệu euro khi chỉ mới là chàng trai ở tuổi đôi mươi. Nhận bóng từ ngoài vòng cấm bằng một nhãn quan hết sức tinh tế, cậu bé vàng 2019 đã có cú vẫy bóng cực mượt đưa bóng đến đúng đà di chuyển của đồng đội. Ở trong tư thế thuận lợi, thật khó để các chân sút vốn đã vô cùng sắc sảo của đội bóng thủ đô Tây Ban Nha có thể bỏ lỡ bàn thắng. Và trên khán đài, tân binh Suarez cũng phải vỗ tay tán thưởng cho màn trình diễn của cầu thủ được mệnh danh Ronaldo đệ nhị của bóng đá Bồ Đào Nha. Tuổi tác chỉ có thể làm dày thêm kinh nghiệm chơi bóng, chứ chẳng thể nào cướp đi đẳng cấp của Frank Ribery một cách nhanh chóng và tàn nhẫn.
khi chia tay Bayern Munich để khoác lên mình màu tím mộng mơ của Fiorentina. Gã mặt sẹo vẫn khiến cả thế giới phải nhắc đến tên mình với một đường kiến tạo xé toang hàng thủ của Inter Milan, trực tiếp giúp cho Chiesa lập công ghi bàn cho La Viola. Không chỉ xuất sắc trong phòng ngự mà mỗi đợt tham gia tấn công của João Cancelo cũng vô cùng hiệu quả. Trong màu áo của Man City, không ít lần hậu vệ người Bồ Đào Nha đã có những đường tạt bóng rất ngọt cho các đồng đội ở tuyến trên như thế này. Nhưng thật đáng tiếc, trong một ngày khá vô duyên, Gabriel Jesus đã không thể chuyển hóa đường chuyền của Cancelo thành bàn thắng khi có pha đánh đầu thiếu chính xác. Vừa rồi là những đường phất bóng vô cùng thông minh của các siêu sao bóng đá cho đồng đội của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu thấy video hấp dẫn, đừng quên ấn like và subscribe để ủng hộ cho kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.